Múc cơm ăn xong trao không vậy? Xúc cơm ăn, không ăn trao nữa. Em bé. Ăn cơm từ ớt nữa không? Trời ơi, giờ ghiền chán chao vậy luôn hả? Để coi anh có mấy loại nước chấm. Chao nè, nước mắm nè. Nước gà kho, nước cá kho, rồi tương ớt nữa. Cái gì á? Có gì cắn cái mặt đâu? Ăn chao hổ uống nước xỉu luôn á. Bí đỏ à? Ăn với bí đỏ hả?